Phim được lồng tiếng bởi Muxi Media Bắc Kinh. Gớm quá đi. Thiệt là gớm thiệt á. Đâu cái ghê cái hôm nhìn cậu ta mặc áo thun mắc bệnh. Mũi cô ta có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề? Điện ảnh là gì? Có người nói nó chính là một món hàng, có người nói nó là một môn nghệ thuật thứ bảy. Vài năm trước có một bộ phim thanh xuân rất nổi tiếng, những năm tháng đó mọi người đều xem rồi chứ. Chúng ta hãy cùng tương tác một chút. Tôi muốn mời một vài bạn cùng lên đây, chúng ta diễn lại đoạn trích trong phim, sao hả? Dạ được, dạ được. Có ai xung phong hay không? Anh bạn này, được chứ? Anh bạn kia được chứ? Dạ không. Hay là anh bạn ngồi giữa kia có thể lên đây thử không vậy? Em hả? Chuyện nhỏ thôi. Tiếp theo chúng ta tìm một bạn nữ. Bạn ngồi kế bên đi ha. Dạ được. Đây là lời thoại, nhớ kỹ nha, giúp ích cho diễn xuất. Sao hả? Chuẩn bị xong chưa? Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Cậu tổ chức cuộc thi gì kỳ lạ vậy? Suốt cuộc ý nghĩa cuộc thi này là gì? Cậu không thấy ngầu sao? Kiểu hai thằng đàn ông nhất định phải phân rõ thắng thua. Đó chẳng phải đánh nhau sao? Cậu cố tình tổ chức cuộc thi làm mình bị thương. Sao cậu ấu trĩ vậy chứ? Ấu trĩ? Đúng vậy, là ấu trĩ đó. Rất ấu trĩ. Tôi hỏi cậu, tổ chức cuộc thi kỳ lạ này rốt cuộc học được điều gì? Học sao? Không đến mức làm chuyện gì cũng phải học được cái gì. Ít nhất khiến cậu học được là cuộc thi như vậy sẽ khiến cậu bị thương. Mà vết thương đó cậu không nhất thiết phải có. Cậu thực sự rất ấu trĩ. Vết thương trên người cậu chỉ có thể nói là đáng đời. Tôi ấu trĩ? Cậu có biết trận chiến này là trải nghiệm quan trọng thế nào hay không? Cậu chỉ cần thấy mừng thay tôi có được không? Vậy cậu dựng tổ chức thi như vậy? Tất nhiên rồi, sao không chứ? Ấu trĩ? Tại sao lúc nào cậu cũng phủ nhận thứ quan trọng với tôi? Đối với cậu thì thứ quan trọng chính là phải tự làm mình bị thương sao chứ? Đúng vậy, tôi ấu trĩ nên mới theo đuổi người chỉ biết học như cậu. Tôi ấu trĩ mới theo đuổi cậu lâu vậy. Cậu đừng theo đuổi nữa.
đồ ngốc đó. Đồ ngu ngốc? Ngu ngốc mới thay đổi lâu vậy? Cậu không hiểu gì hết. Đúng là tôi không hiểu gì hết. Sao vậy? Gặp ma hả? Vừa nãy tôi tự hù mình một trận. Tôi quá quen rồi. Vừa nãy người đó không phải tôi. Còn nữa, cô gái đó rất đặc biệt. Ê nè nè, cô gái nào? Cô gái nào vậy? Nói nghe coi. Nói nghe coi. Hồi nãy trong tiết học tự chọn, có một cô gái không sợ mùi trên người tôi. Hơn nữa, cô ấy như đang phát sáng. Làm gì vậy? Nè, Lan Tử à, không bị thần kinh chứ? Cố Nguyên, cậu tra thử trong lớp đánh giá phim ảnh có thần thánh phương nào không? Điều tra kiểu gì? Vậy mà cũng đòi sinh viên khoa máy tính. Quên rồi hả? Hồi năm 2 tôi từng hack cho kho dữ liệu, làm lộ hết thông tin các đàn em. Giờ trường vẫn đang theo sát, đừng có hại tôi nữa. Còn tra cái gì nữa? Lan Tự vừa lên diễn đàn của trường rồi đó, không tin coi thử đi. Thật hả? Nè, đọc đi. Ồ trời ơi, không tin được mà. Được đó. Ê, nè Lan Tự, cậu biết cô ấy là ai không? Là ai? Trương Tuyết Doãn đó. Sao vậy? Cái thằng nhóc cậu đúng là ít ngồi đáy giếng. Trường chúng ta có bạn đánh giá mỹ nữ, từ năm nhất tới giờ cô ấy chưa từng trượt khỏi top 3. Hơi thiệt tình. Được rồi, cốc ghẻ với cậu đừng mơ ăn thịt thiên Nga. Sao tôi lại là cốc ghẻ? Nhìn coi, nhìn kìa, coi bộ dạng cô ta đi. Cái khác tôi không nói nha. Nè, từ gia cảnh nhà cậu, ngoại hình, khí chất. Trương Tuyết Doãn, tôi biết đó. Tôi từng nghe tới rồi. Nhà cũng không tốt lắm, ba mẹ từng ly hôn, giờ họ ra nước ngoài tái hôn rồi. Bỏ mặc cô ấy, phải tự mình chăm sóc bà nội và em trai đó. Được, được, xem như gia cảnh tương xứng đi, đúng không? Cho dù gia cảnh tương xứng, vậy thì còn có điều kiện phù hợp nào nữa không? Hả? Giống như là phim truyện Tình Bắc Kinh đã nói, Trương Tuyết Doãn là một cô gái triệu fan, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều đại gia đang theo đuổi cô ấy mà. Nè. Hình như Trương Tuyết Doãn thích một người khác rồi. Là Ngô Hạo, học trường thương mại chúng ta đó. Ngô Hạo? Nghe đi. Nghe đi. Ngô Hạo, tưởng ai chứ? Mới vừa lên năm 3 thôi, đã được vài công ty tài chính ở Quý Châu tranh giành rồi. Tôi cũng có nghe nói rồi, anh ta từng điều hành dự án hàng triệu tệ. Không chỉ có vậy, còn rất đẹp trai nữa, đúng không? Chơi bóng rổ cũng rất ngầu luôn á. Quan trọng còn là chủ tịch hội sinh viên trường mình, đúng không? Ơi thiệt tình, người đàn ông hoàn hảo thiệt. Trên đời có một chân lý, người thường tỏ ra hoàn hảo, không chừng lại là một kẻ biến thái. Ê nè Lan Tử, có biến thái bằng cậu không hả? Cậu coi, hơn một năm trời rồi cậu cũng không chịu tắm, chuẩn chưa? Đến con gián thấy cậu cũng phải né, đúng không? Để tôi nói cho cậu nghe, Trương Tuyết Doãn có cậu em trai tên là Trương Phong. Cậu ta suốt cả ngày cứ gây lộn ở bên ngoài, ra đường là đánh nhau, nổi tiếng với biệt danh là Hỗn Thế Ma Vương. Có một đám anh em sinh tử ngoài xã hội, cậu ta căm hận nhất là người khác lợi dụng. Tôi nhớ từng có một đàn anh từng sàm sỡ chị cậu ta, cậu đoán thử xem, đã bị Trương Phong đánh cho gãy hai cái xương sườn. Ôi trời, thiệt tình luôn á. Nhà trường xem xét đến hoàn cảnh cậu ta bằng không á, là bị đuổi học lâu rồi, cuối cùng giữ lại để quan sát. Đừng tung tin đồn nhảm được không?
Hết hồn mà. Ê, hết hồn hả? Hơi thiệt tình à. Lan Tử à, tôi nhắc nhở cậu nha, Trương Tiết Doãn á không động vào được đâu, thiệt đó. Ấu Trĩ, đồ ngu ngốc. Nè, đi đâu vậy chứ? Tắm đâu? Tắm hả? Hay thật, tôi chà lưng ở đây 20 năm. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được cậu. Đối thủ, đối thủ. Nè Lan Tử, cái thằng nhảy này nghiêm túc chứ? Cái gì? Còn giả ngốc nữa kìa chứ. Trương Tuyết Doãn. Coi vậy đi. Nè, nói cậu biết, cô ấy khó cưa đổ lắm á. Thực ra thích một người không nhất thiết phải được đáp lại. Trời ơi, cậu thích cô ấy ở điểm nào? Vì khiến tôi tốt hơn. Xạo quá đi. Lời nói xạo điển hình. Nè Lan Tử, nói thật đi, cần anh em hỗ trợ không? Như thế nào? Nè, mấy anh em biến cậu ta thành Song Yun Ki. Lan Tử hả? Không hợp. Hồ ca thì sao? Cậu ta không cân nổi đâu. Nè mấy anh em, tôi không thể có phong cách của riêng mình hả? Không thể. Xem tiếp đi. We'll be right back.
Nè nè, nhà trường đã đăng bài rồi. Tiêu đề là nam thần mới của đại học sư phạm, chắc là sinh viên chuyển trường. Thật xấu. Ừ. Nè Lan Tử, cậu cũng khét quá đó chứ. Cũng bình thường. Nè, làm gì? Lại đây. Sao vậy? Trương Tuyết Doãn, khoa tiếng Anh, học thêm tiếng Nhật. Ngoài lên lớp đánh giá điện ảnh, đây là lịch học của cô ấy. Trời ơi, đỉnh quá. Kiếm đâu ra vậy? Ê, cậu không cần biết đâu. Sở thích của Trương Tuyết Doãn chính là xem phim, xem nhạc Nhật. Đây là bản đồ trường mình. Thời gian phạm vi hoạt động hàng ngày của cô ấy đều được đánh dấu, ghi chép và phân tích rõ ràng. Thói quen ăn uống của cô ấy cũng rất đặc biệt. Hàng ngày cô ấy ăn gì, ăn bao nhiêu bữa, ăn ở đâu, khi nào, ăn lẩu hay là ăn quà vặt, đều theo một quy luật nhất định. Ôi đỉnh, đỉnh thiệt. Chưa hết đâu. Đây là thông tin về bạn cùng phòng và bạn thân của cô ấy nữa. Tôi đã phân tích tính cách và nghiên cứu thói quen sống của những người đó luôn rồi. Wow, quá đỉnh luôn. Cô Nguyên à, thằng nhóc này đỉnh ghê á. Chuyện nhỏ thôi. Đỉnh thiệt. Còn một điều này nữa. Cái gì? Cái gì? Đây là gì? Ừ. Số QQ, số WeChat, số Weibo, Momo, Sihu và Douban của Trương Tuyết Doãn. Tất cả tài khoản mạng xã hội của cô ấy đều nằm trong này. Quá đỉnh. Nể cậu thiệt đó. Đỉnh thiệt. Nhưng mà tôi thấy nếu nghiên cứu quá kỹ một người, liệu có thiếu gì đó không? Hey, tôi cảm thấy thăm dò giúp chúng ta phát hiện thêm nhiều thú vui á. Chính xác. Hey, nhưng mà những điều này chỉ để tham khảo thôi à. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ triển khai công tác ngầm như thế nào đây? Theo tôi thì cứ đơn giản là xin số WeChat, tỏ tình trực tiếp. Đừng, đánh úp mới là hay nhất. Nè, tôi nghĩ hay là chúng ta làm vụ gì đó, thấy sao hả? Ê, không ổn. Dừng lại. Các cậu đã từng yêu chưa? Có kinh nghiệm yêu đương không? Hả? Có không? Tôi cũng không có. Tưởng gì? Thật kinh. Bốn thằng FA quá lô mà. Không, bây giờ làm sao? Nhưng tôi đồng ý với ý kiến của Cố Nguyên. Tự nhiên một chút. Ít nhất những điều này có thể giúp tránh được bãi mìn. Đúng rồi. Dấu hỏi chấm này là sao? À, quên chưa nói với cậu. Mỗi tối Trương Tuyết Doãn đều sẽ có thời gian hoạt động ngoài trường. Cụ thể làm gì vẫn chưa tra được, cũng không ai biết. Có điều học kỳ trước từng có tin đồn nói là Trương Tuyết Doãn môi giới tình dục. Sao có thể chứ? Sao có thể? Ồ, rất có thể là đằng khác. Mấy nữ sinh học đại học thời nay làm việc đó cũng đâu có ít. Đúng đó.
không nhận ra tôi hả? Cậu là... Đồ ngu ngốc. Không phải chứ. Sao vậy? Khác sao quá hả? Vậy tuần trước là Halloween sao? Tôi tên Lan Tử, học khoa máy tính. Gọi tôi là Tuyết Đoàn, khoa ngoại ngữ. Sao lại chọn môn học này? Vì tôi rất thích phim ảnh. Đó là một thế giới khác. Đôi lúc tôi ước mình được sống trong thế giới đó. Còn cậu? Tôi... Cậu thích xem phim không? Tôi cũng rất thích. Các cậu đang ở đâu? Được được, tôi sẽ tới liền. Bye bye. Tuyết Doãn, cậu có rảnh không? Làm gì? Cùng đi ăn cơm đi. Vì sao chứ? Bởi vì cậu thích tôi hả? Sao có thể, chỉ đơn giản muốn mời cậu ăn cơm. Đơn giản? Nam và nữ có tình bạn đơn thuần sao? Có một nhà hàng mới mở, xem ra ai đó không có lộc ăn rồi. Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật bạn của tôi, hay là chúng ta lưu số WeChat, hôm khác sẽ đi ăn. Được. Đừng quẩy tôi mà, mạng đầu tiên đó. Lưu ra, đừng quẩy nữa mà. Gì chứ? Cố Nguyên đưa cậu số WeChat lâu rồi, tự cậu không kết bạn thôi. Sao giống nhau chứ? Lui lui ra. Ê nè, dù gì giờ cũng là trai đẹp, thiếu tốn chút đi ha, khó ưa. Nè các anh em, giờ tôi nên gửi tin nhắn nào? Cái gì đây? Cậu làm gì? Không được, vậy ngốc quá. Cậu ăn cơm chưa? Cũng không được, không thân lắm. Cô ấy sẽ cảm thấy nói liên quan gì đến cậu. Cũng không được. Xóa đi, xóa đi. Gửi tin gì mới được đấy? Nào, anh em, đã 3 ngày rồi, vẫn chưa nghĩ ra gì à? Thằng hèn. Ôi trời, trời ơi. Ê, thiệt là. Cậu không sao chứ? Làm tôi đây hết cả hồn. Có đó không? Có. Máy tính của tôi có vấn đề, mở kiểu gì cũng không được. Tiệm sửa chữa ngoài trường cũng bó tay. Tôi nhớ là cậu học khoa máy tính, cậu tới xem giùm tôi được không? Khỏi cảm ơn, tôi chỉ giúp được tới đó mà thôi. Ân nhân, cảm ơn. Cảm ơn. Có, tôi sẽ tới liền.
Lan Tử, Lan Tử, ở đây. Sao vậy? Tôi chưa từng gặp hiện tượng này bao giờ. Mở mới là bị màn hình xanh. Không sao, để tôi xem thử. Thật ngại quá, khuya rồi còn gọi cậu ra. Chủ yếu là vì trong đó có bài tập phải nộp trong tuần này. Không sao, yên tâm đi, để đó tôi giải quyết. Cảm ơn nha, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm. Được. Cậu thường tới thư viện hả? Tôi đang thi nhạc sĩ. Mới năm 2, vẫn còn sớm mà. Tôi không có niềm tin vào bản thân, nên tôi phải cố gắng chuẩn bị trước. Cậu tính thi vào trường nào vậy? Thi vào trường... Anh ta là ai? Không có gì. Cô Hào. Cậu thích anh ta? Bị cậu phát hiện rồi. Tôi đâu có mù. Cậu như người mất hồn. Anh ta có biết không? Sao có thể chứ, tụi tôi còn không quen nhau. Cậu không tính làm quen rồi tỏ tình gì đó sao? Làm sao dám chứ, tôi cũng là đứa biết thân biết phận mà. Được rồi, sửa xong rồi, cậu coi đi. Thật hả? Tốt quá rồi. Chuyện nhỏ mà. Cảm ơn nha Lan Tử. Cố Nguyên, có tra được số quy trách Ngô Hạo không? Ngô Hạo? Chờ tôi chút. Ok, tìm được rồi. Gửi cậu nha. Được. Đây là số quy trách Ngô Hạo. Kết bạn đi. Sao bất ngờ vậy? Tôi không cần đâu. Sao vậy? Không dám hả? Làm vậy đường đột quá. Giả lại, làm gì có chuyện con gái chủ động. Cũng đúng. Thôi được, vậy cậu tự giải quyết ha. Nè, ngồi anh em. Hôm nay thế nào? Đừng hỏi nữa. Không sao, đừng có vội, cứ từ từ. Anh ấy kết bạn với tôi rồi. Sao cậu nói không chủ động? Kìm lòng được. Vậy giờ tôi nên nói chuyện gì với anh ấy? Cậu tự giới thiệu bản thân đi.
rồi sao nữa? Sau đó cậu lướt trang cá nhân của anh ta để tìm hiểu xem, biết đâu tìm ra chủ đề chung. Thôi được, có gì không biết tôi lại hỏi cậu. Cậu và anh ta sao rồi? Ngô Hạo hả? Đúng vậy. Cũng không tệ. Bây giờ anh ấy đã chủ động nói chuyện với tôi rồi. Tốt quá rồi. Nè, có phải là con trai các cậu rất thích chơi game tên là LOL không? Đúng vậy, có gì không? Tôi muốn học. Vì anh ta? Ừ. Được thôi, tôi dạy cậu. Ừ, đi thôi. Bóng rổ thực ra rất đơn giản. Đối với con gái chỉ cần tìm hiểu quy tắc cơ bản là được. Hoặc là tìm hiểu xem anh ta thích ngôi sao nào, đội bóng nào. Nè, tôi không ổn rồi, không chạy nổi nữa. Tôi lại chết nữa rồi. Cậu mới là heo đó. Cậu là heo, cậu là heo. Cậu không được đánh nữa. Người này là ai? Cô bé. Vậy còn người này? Người này tôi không biết. Oh no. Còn người này? Này là Trương Chấn Nhạc. Đây là Sam đó. Nhìn giống Trương Chấn Nhạc quá. Hầu hết con trai đều không thích cô gái mạnh mẽ, bởi vì họ khao khát cảm giác được ngưỡng mộ, khao khát được ai đó cần.
vậy? Không sao. Đi thôi. Vậy sao? Vậy chúc mừng cậu. Lần này nhất định phải mời cậu ăn cơm. Đồ nói dối. Cậu nói câu này mấy lần rồi? Sợ bạn gái hiểu lầm. Nói dối anh chưa có. Có rồi. Thôi được rồi, đi thôi. Chắc chắn là anh ấy chưa có. Tôi đã điều tra rõ rồi. Vậy đi làm thì chặn đường, tan làm thì chặn cửa nhà, không nghe điện thoại của anh thì anh chuyển sang viết thư. Anh cũng cổ điển quá đâu. Alo, sao vậy? Dạo này không thấy cậu tới lớp. Gần đây tôi bận quá, thứ sáu cũng vậy. Chắc là tuần sau cũng không đi được. Có chuyện gì vậy? Cần tôi giúp không? Không cần đâu, cảm ơn cậu. Bữa trước nói mời cậu ăn cơm nhưng chưa có cơ hội. Ngày mai cậu rảnh không? Có, lúc nào cũng rảnh. Vậy hẹn cậu chiều mai. Bye bye. Mấy bữa nay tôi gia nhập hội sinh viên. Thứ hai và thứ sáu đều bận rất nhiều việc. Coi bộ bận rộn quá. Cũng vẫn ổn. Chủ yếu là hỗ trợ cho nhóm Ngô Hạo. Còn cậu? Tôi. Cậu thì sao? Tôi tập thể thao, đọc sách gì đó. Cũng tích cực quá đó chứ. Đâu có. Tại rảnh quá thôi. Nè, tôi muốn hỏi cậu chuyện này. Chuyện gì? Con trai đều thích con gái ngực bự sao? Lần nào nói chuyện với cậu không dám ăn uống gì, lúc nào cũng khiến tôi sốc. Cũng đành chịu thôi. Bởi vì ở trước mặt cậu tôi cảm thấy rất thoải mái, tự do. Có cái gì cũng dám nói hết. Cậu không bận tâm chứ?
chỉnh như vậy? Thực ra thì tôi cảm thấy phù hợp là được. Như nào mới là phù hợp? Chỉ cần từng này thôi, đủ xài là được. Thô thiển. Nè, thực ra ngực bự chỉ khiến cậu thêm phần quyến rũ, huống hồ của cậu cũng đâu có nhỏ. Đệm đó. Ai. Tôi không tài nào hiểu nổi. Ừ? Tại sao có người gọi cậu là cô gái triệu fan? Ý cậu là sao? Cậu coi cậu, một là ngực không lớn, hai là lùng tịt, ba là cười cũng không xinh. Lúc cậu giận lại càng xấu. Lan Tử. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, mời dùng bữa. À. Phim được lồng tiếng bởi Muxi Media Bắc Kinh. Vậy là cậu và Ngô Hạo chính thức rồi hả? Có thể là vậy. Thấy cậu vui, tôi yên tâm rồi. Đừng chỉ nói về tôi, cậu thì sao? Tôi làm sao? Cao to đẹp trai, khoảng đó chắc phải cuồng nhiệt lắm. Cậu dùng từ kiểu gì vậy? Làm gì có khoảng nào? Lan Tử. Ừ? Đừng nói cậu là gay nha. Nói theo cách của Tiết Chỉ Khiêm, tôi không thể thẳng hơn. Cả bê tông cốt thép. Sao cậu ngốc vậy? Tôi tới rồi. Sống tốt bản thân. Cậu nói gì vậy? Tôi vẫn ổn mà. Tôi lên đi. Bye bye. Giúp cậu theo mỗi người cậu thích, đó là cách duy nhất để tôi được ở gần cậu. Tuyết Doãn, có lẽ cậu mãi mãi sẽ không biết được là tôi thích cậu. Mày chính là Lan Tử hả? Cậu là ai? Sao lại bắt chước Rose Zero? Nghe nói lúc nào mày cũng bám chặt chị tao. Hóa ra là Trương Phong. Nghe nói về tao rồi. Rất tốt. Vậy thì đơn giản, mày đó, tốt nhất tránh xa chị tao ra. Chị ấy có bạn trai rồi. Anh ta là người có quyền có thế, tao cũng được thơm lây, nên tao không muốn để kẻ khác phá hoại. Hiểu chưa? Đầu tiên, tôi không bám chị cậu. Thứ hai, tôi định từ hôm nay sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Giờ cậu bày ra trò này,
chỉ vô ích thôi. Còn nữa, tôi muốn nói một câu là ông đây còn lâu mới sợ cậu. Thách tao hả? Khoan đã, đừng suốt ngày đem đao kiếm ra. Có giỏi thì dùng bản lĩnh đàn ông đi. Một khu dương giả 600 điểm. Anh à, anh làm kiểu gì hay vậy? Tôi dùng EZ đó. Ê anh à, anh chỉ em với. Em đánh hơn 2000 trận mà vẫn bạch ngân. Mau gọi đại ca đi. Đại ca. Anh à, từ giờ em sẽ đi theo anh nha. Được thôi, được thôi. Những lúc đói tôi không giữ được trạng thái tốt. À, hiểu hiểu hiểu. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi mua đồ ăn lẹ đi. Ai dạ. Lẹ lên, lẹ lên. Đi, đi. Đại ca. Lại đây xem nè, đẹp trai quá. Cậu đang coi gì vậy? Phim Hàn. Trương Tuyết Doãn, cái con nhỏ này. Sao vậy? Có để người ta sống nữa không? Đại học sư phạm chúng đã bật ít rùi nhiều. Ngô Hạo cũng chiếm rồi, Lan Tử cũng không bỏ qua. Nói linh tinh gì vậy? Mình và Lan Tử không có gì hết. Cậu chứng minh thử đi. Không cần phải chứng minh, bản thân tôi hiểu là được. Được lắm. Tuyết Doãn, cậu ăn cho nhiều vào rồi mập ú lên. Còn các chị em chết đói tới nơi rồi, cậu cũng chẳng quan tâm. Một năm một tám năm không năm. Đó là cái gì? Số điện thoại của Lan Tử. Ơi, ai thèm xin số điện thoại. Có điện thoại thì cậu lên trời chắc. Được rồi, được rồi. Bà cô của tôi, thật ra là cậu muốn gì? 151 bao nhiêu? Nè, Trương Tuyết Doãn, nghe nói Lan Tử mới chuyển trường tới hả? Hai người quen nhau như nào vậy? Mới chuyển trường tới là sao chứ? Cậu ấy trước giờ học trường mình mà. Khoa máy tính đó. Không phải chứ, chưa từng nghe nói. Tụi mình quen nhau lớp tự chọn đó. Ê, nam sinh lần trước diễn chung với mình trên diễn đàn trường là cậu ấy đó. Sao có thể chứ, hai người đó là một hả? Mình lừa cậu làm gì? Nè nè nè, vậy trên bài viết nói cậu ta hôi vượt cả cảnh giới, sao cậu chịu được vậy? Vậy đã là gì? Lúc mình học cấp 3, bà mình ngã bệnh, nằm ở nhà suốt mấy tháng liền. Hàng ngày người nhà mình phải dùng bô để giúp bà, một ngày tới mấy lần. Có nhiều lúc bà mất hết ý thức, đi thẳng ra đầy cả quần. Mãi sau người nhà mới phát hiện, làm sạch giúp bà. Ban đầu rất khó chịu, cũng rất ngại làm, nhưng sau đó cũng nghĩ thông suốt. Có hồi hám tới mấy cũng không chết được, cũng không làm ai bị thương. Nhưng nếu chúng ta chê bai sẽ khiến bà đau lòng. Có lẽ là bắt đầu từ khi đó, mình không còn thấy sợ sệt mùi hôi nữa. Ít nhất sẽ không thể hiện ra ngoài. Nè, tấm này được đó, anh coi. Anh nghiêm túc nhìn rất quyến rũ. Nè, em gửi tấm ảnh này cho anh. Anh đăng lên trang cá nhân được không? Thôi đừng. Mình bên nhau cũng lâu rồi, anh chưa từng nhắc đến em trên trang cá nhân.
Không thấy thể hiện tình cảm như vậy rất nhàm chán sao? Em không thấy vậy. Thôi được, còn anh thì thấy rất ngại. Đúng rồi, chừng nào anh mới dẫn em đi gặp bạn anh? Một thời gian nữa, dạo này tụi nó bận lắm. Ngô Hạo, sao em cảm giác như em làm anh mất mặt vậy? Nói gì vậy? Anh thấy em rảnh quá đó, cứ nghĩ linh tinh không à. Có phải con gái tụi em đang nghi quá không vậy? Đó là bởi vì em quan tâm anh, nhưng em cảm thấy anh không quan tâm em. Qua đây. Anh làm gì vậy? Nơi đông người mà. Trong trường có rất nhiều chàng trai yêu thầm em. Được yêu em chính là vinh dự của anh. Sao anh lại thấy mất mặt được chứ? Đám bạn của anh dạo này đang bận một số dự án bên ngoài, còn anh lại sắp tham gia cuộc thi bóng rổ ở trường, nên thật sự không có nhiều thời gian. Anh không có lừa em. Thôi được, em biết rồi. Qua kia kiếm cuốn sách coi đi, đừng nghĩ linh tinh ha. Ngoan. Cảm ơn các tình yêu, mình đang ở ký túc. Hôm nay có ai tặng quà mình không? Cái con nhỏ này, số điện thoại của cậu đưa mình sai rồi. Gọi mấy ngày liền mà tắt máy hoài à. Sao lại như vậy? Chiếc giường tình bạn nói sập là sập. Cảm ơn món quà các tình yêu. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi. Sao cậu lại tắt máy? Đọc được tin nhắn, nhớ trả lời tôi. Thank you.
cậu đi đâu vậy? Sao mấy bữa nay cậu không lên lớp? Alo. Ngày mai anh không tới buổi họp lớp của em được. Sao vậy chứ? Anh bận, tiếp khách vẫn chưa xong. Thôi được, anh uống ít thôi đó. Tuyết Doãn. Bể băm chín thêm cách bia kìa. Được rồi. Mở luôn không? Thật sự em rất quyến rũ. Anh thích những cô gái tóc dài, trông nữ tính hơn. Mở đi người đẹp. Tuyết Doãn. Chăm sóc tốt bản thân. Thấy cậu vui, tôi yên tâm rồi. Cậu thích tôi hả? Nè. Nè. Cái gì vậy? Dạ.
Lan Tử đâu? Cậu ta biến mất sắp 2 tháng rồi. Wow. Lần này đã thiệt đó. Anh à, anh siêu quá đi. Đừng nịnh tôi nữa, không có gì sáng tạo. Anh, không phải nói khoác nha, anh thật sự rất giỏi. Không những rất đẹp trai, chơi game còn đỉnh nữa chứ. Của hiếm nha. Không như tên Ngô Hạo kia, ngoài có tiền ra thì hắn chỉ là thằng đểu thôi. Ngô Hạo làm sao? Vài ba ngày lại lén chị em đi chơi gái. Không phải ngày thường hắn hào phóng với em, em đá hắn một cái rớt xong luôn. Chị cậu vẫn chưa biết gì hả? Không có biết. Tóm lại là si mê hoàn toàn. Ê, đừng nghĩ nữa. Anh à, chơi game đi, đừng phá hỏng tâm trạng ha. Cậu có bị điên không? Cô ấy là chị cậu đó. Anh Phong, cần dạy cho thằng Lan Tử bài học không? Dạy cái đầu của cậu á. Anh ta nói không sai. Rốt cuộc mình đang làm cái gì? Tiểu Hổ, tối nay gọi thêm mấy anh em nữa tới. Nè, sao nhỏ, thấy sao? Cũng không tệ. Ngon đúng không? Thì nhỏ này xinh ghê á. Coi tắm tiếp. Hả? Đi. Ê. Nè, Lan Tử à, thần tiên chịu hạ phàm rồi đó hả? Thằng nhảy này sao vậy? Biến mất gần 2 tháng rồi đó. Thôi đừng hỏi nữa. Cậu bị bắt cóc hay sao vậy? Ôi chết đi được à. À đúng rồi, Tuyết Doãn tìm cậu suốt đó. Tại sao? Sao biết được? Nè, vài ba bữa lại tới tìm. Bà quản lý ký túc cũng hết cách luôn. Hay là gọi cho cô ấy đi. Tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ một giấc trước. Ôi cái thằng nhãi này kỳ lạ quá đi ha. Gì chứ, thiêu hả? Đồng đội gì ngốc vậy? Không được tích sự gì, lúc nào cũng nấp sau lưng mình. 20 em yêu à, đang làm gì vậy? Anh nhớ em quá đi à. Anh cũng vậy luôn đó. Những cô gái khác đối với anh chỉ là phân bón thôi. Nè, 2 tháng không gặp, thay đổi vậy hả? Biến đi, ăn mì. Em yêu, khi nào mới gặp nhau vậy? Nè. Em yêu à, gặp nhau đi. Cậu đi đâu vậy? Một cuộc điện thoại cũng không gọi. Đúng rồi. Đúng lúc lắm, tôi cũng tính tìm cậu. Ngô Hạo đó có vấn đề, cậu hãy cẩn thận. Tôi đang hỏi cậu đó. Đi theo tôi làm gì? Thân thiết lắm sao? Cậu ngó lơ tôi,
tôi sẽ theo cậu suốt. Cái gì vậy? Thấy chân rồi. Lan Tử à, anh đứng lại. Đồ ngu ngốc. Em nhớ anh. Em thích anh. Em thích là Lan Tử trước kia, không phải anh của hiện tại. Em thích tất cả mọi thứ của anh. Anh đừng biến mất nữa, có được không? Sao em ngốc vậy? Có nhiều người theo đuổi em, chọn đại một ai đó cũng tốt hơn anh gấp trăm lần. Phải, em thực sự rất ngốc. Nếu em thích anh là ngốc thì thông minh có ý nghĩa gì chứ? Ai cũng nói con gái không nên chủ động. Không thể đợi đến khi anh theo đuổi sao? Ngốc quá. Tuyết Doãn, anh có câu này muốn hỏi em. Câu gì vậy? Mũi em không có vấn đề gì chứ? Em từ nhỏ em thực sự đã không ngửi được mùi gì rồi. Nếu không hả, tôi đứt chịu vốn rồi. Không sao anh Trương, chuyện anh không phải chuyện em sao? Nào, cậu Hảo, ra đây. Dọa tao hả? Tao nhìn mày lâu lắm rồi đó, cái thằng khốn đó. Thật ra em nghĩ không cần phải cắt đâu, kiểu này cũng đẹp mà. Không được, hay là em cũng lôi thôi như anh đi. Còn lâu. Làm đi. Không đâu. Nè, hai người coi tụi tôi là không khí đó hả? Alo. Sao vậy?
trai em có chuyện. Bác sĩ, em tôi sao rồi? Đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà thể trạng vẫn chưa ổn định. Chiều nay vẫn phải làm phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Không có bảo hiểm y tế sao? Không có. Em còn bao nhiêu tiền? Trong thẻ còn hơn 5.000 tệ. Mọi người cùng góp tiền đi. Lan Tử à, trong thẻ tôi còn 3.000 tệ. Ít quá. Đúng rồi, tối qua tôi đi nghe em trai nó nói, hình như là chúng nó đi tìm Ngô Hạo. Tôi nghi ngờ chuyện này chắc chắn là hắn làm. Vậy Ngô Hạo đâu? Hắn có rất nhiều tiền mà. Alo, anh đang ở đâu? Làm gì? Trương Phong đang ở trong viện, tình hình rất nghiêm trọng. Nghe nói tối qua hai người ở cùng nhau. Anh tới đây một lát được không? Ngô Hạo. Không vậy bảo thằng em của em đi. Đi hệt như con chó điên vậy. Mày có còn nhân tính không? Thôi mà. Em chia tay với anh vì thằng nhãi này hay sao hả? Ngô Hạo, anh là đồ khốn nạn. Chuyện là như vậy, tối qua là em trai của em ra tay trước, là nó tự chuốc lấy. Những cái đó anh có thể không tính toán. Anh có thể trả tiền viện phí cho nó, với điều kiện em phải trở về bên anh. Nếu em đồng ý, anh đợi em ở ngoài. Cút đi. Hay là tìm thầy giáo đi. Không được đâu. Lần này nếu nhà trường biết, Trương Phong sẽ tiêu đời á. Sao phải nghĩ nhiều như vậy? Xém chút mất mạng rồi còn học hành gì nữa. Để em đi. Em đi tìm giáo viên phụ đạo của nó. Khoan đã. Đợi tôi ở đây.
Lan Tử. Sao đây? Cuối cùng cũng xuất hiện. Được đó. Ha. Còn mặt mũi gì đây nữa? Sao đây? Chơi trò mất tích hả? Kỹ năng kém cỏi quá vậy. Có giỏi á thì biến mất cả đời này đi. Ha. Cái thằng nhãi này. Cậu đã đi đâu? Vẫn ổn chứ? Tôi ở trường đại học. Sao? Sống thế nào? Chuyện của ba cậu, cậu đã biết chưa? Ông ấy không còn liên quan gì tới tôi. Thực ra cậu đi chưa bao lâu thì sức khỏe của chú cũng yếu rất nhiều. Ông ta đáng bị như vậy. Ông ta phản bội mẹ tôi, không bao giờ còn cơ hội cứu vãn. Không nói những chuyện đó nữa ha. Xem đi, thấy công ty thế nào? Không làm tôi thất vọng. Tôi đầu tư toàn bộ tiền mẹ tôi để lại cho hai anh rồi đó. Đúng rồi, hôm nay tôi gặp phải một chuyện nan giải. Hôm nay tôi tới là muốn mượn ít tiền dùng tạm. Mượn? Mượn cái gì chứ? Cần bao nhiêu tự lấy. Phòng tài vụ ở đằng kia. Được, vậy tôi qua đó trước, nói chuyện sau nha. Được. Ê, chờ chút. Chìa khóa xe của cậu. Đặt xong nhà hàng chưa vậy? Lát nữa tôi đưa cô ấy tới. Tôi không tính toán với anh chuyện lần này. Nếu lần sau anh còn động đến hai chị em họ, tôi sẽ giết chết anh. Dọa tôi hả? Không tin anh thử coi. Sao rồi? Nè, bao nhiêu vậy? Chắc chắn là đủ. Anh lấy đâu ra tiền vậy? Anh đi về, tụi anh sẽ trả dần. Em đưa hóa đơn cho anh đi đóng tiền. Lan Tử. Hả? Cảm ơn anh.
cậu, thứ quan trọng chính là phải tự làm mình bị thương sao chứ? Cậu thích anh ta? Đây là số quy chắc của Hảo. Kết bạn đi. Chuẩn. Hả? Chăm sóc tốt bản thân. Cảm ơn đã cho em gặp được anh. Bao nhiêu phút rồi mà không cho em cái bút xanh nào hết rồi? Cậu lấy xanh làm gì? Bị giết thành quỷ rồi tôi dám đưa sao? Bọn đi rừng liên tục tới bắt, em còn cách gì nữa đây? Cậu không biết kéo dây hả, đồ ngốc? Chơi còn thua chị cậu. Khoan đã, pizza được rồi. Tuyết Doãn. Nè, coi nè, thấy sao? Thơm quá đi. Lần đầu anh làm đó. Chờ chút. Không phải em nói với anh từ nhỏ em đã không ngửi được sao? Dối trá. Xem ra anh trừng trị em như thế nào. Nè anh làm gì vậy? Tránh ra. Nè, thà đưa tôi về bệnh viện còn hơn. Phim được lồng tiếng bởi Oxy Media Bắc Kinh.